Đây là các bạn, hồi nãy mình quay video vườn lan, các bạn thấy chưa thấy nước đúng không? Nhưng bây giờ các bạn là chú ý nè, là nó tưới nước và nó có cái cầu vồng luôn kìa. Thiệt vời chưa? Đó, mịt mù luôn. Anh ơi, cái khoảng cách một cái đầu phun này với đầu phun kia bao nhiêu anh? Cái bếp phun này là mình gia công nên là hiện nay nó đang là 1m1. Bếp lọ cách bếp kia là 1m1, còn độ tỏa của nó đủ một luống luôn 1m5. Bếp cách bếp là 1m1. Còn độ tỏa của bếp là vừa đủ một luống đen rô, tức là 1m5. Chiều cao bao nhiêu anh? Chiều cao đây thì là ở với quy cách ở vườn mình nó đang thiết kế cao 2m2. Tức là chiều của cái đó đúng không? Dạ đúng rồi. Lên từ dưới mặt đất lên là 2m2. Thế em biết là cái kiểu mà như vậy là rẻ tiền nhất đúng không? Đúng, chính xác. Rẻ tiền nhất trong tất cả các loại túi luôn. Chính xác. Mà mịn nhất, mà hiệu quả nhất. Cái này nói chung là nó cực rẻ, mà bếp này lại là bếp của mình đặt gia công tại Việt Nam, đâm ra là quá rẻ. Nó rẻ lắm. Nhưng mà cái này có cái sao có lần nó bị nó không, chắc không đủ áp lực hay sao mà nó ra không được 360 độ. Đúng rồi. Đấy là do quá trình thiết kế chúng ta chưa tính hết được cái máy bơm nó phải ra bao nhiêu, và cái ống nó phải ra bao nhiêu, và cái lượng bếp nó phải ra bao nhiêu. Khi anh tính đủ thì nó mới ra được. Ví dụ chẳng hạn như đây là một máy bơm 5 ngựa đi ống 60 ra ống 42 và hệ thống bếp giống 41 thì một lần tưới nó rơi vào khoảng tầm 350 m2. Nếu anh thiết kế hơn cái đó thì chắc chắn là bếp nó yếu, mà các anh thiết kế dưới cái đó thì cái chắc chắn là cái thời gian tưới nó sẽ lâu đi. 350 m2 khoảng bao nhiêu đầu anh? Mỗi một luống này là 19 đầu. 19 đầu. Một luống là 19 đầu. 19 20 đầu. Cứ 1m1 là 1 đấy, 1m1 thì cứ chia ra cứ 350 làm tới. Đúng rồi, chúng ta chia ra 350 làm tới thôi. Cái ống cái này bao nhiêu anh? Ống cái này đang đi ống 60. Rồi mình lên lên là lên 42. Lên 42. Rồi ra là ra 21. 21. Nó đủ lùa. Đúng rồi. Nó đi ra. Đây các bạn coi nha, cái cây lan mới tưới chút xíu thôi mà các bạn thấy không? Nó cứ mơn mởn vậy đó, nhờ vào cái hệ thống mà tưới vậy. Mình đứng nhìn mình thấy thích rồi. Đó. Cái này là bao hàng 360 luôn đúng không? Bao hàng luôn 360 đó. Anh chơi 5 ngựa luôn á hả? Chơi 5 ngựa luôn. Trời dữ vậy hả? Còn tất nhiên nếu mà ai làm ngựa ít thì ít đúng ít rồi. Chuyện tích lại đúng không? Nếu mà ngựa nhỏ lại thì ta không vì đi ống 40 nữa, không vì đi ống 60 mà ta đi ống 49 rồi. Ví dụ 3 ngựa ta đi ống 49 là đủ rồi. Đó. Nhưng mà anh bật luống này, bật luống kia, anh sao không thấy cái van ta? Có chứ, van nó làm hết dưới đấy. Van tổng ở dưới đấy. Van nó làm hết dưới đấy. Khi ta chuyển thì ta ấy. Van càng lớn thì lại vặn càng nhẹ. Cái thiết kế này nó có một cái điểm lợi là khi ta đi theo dõi hoài thì ta kiểm tra được cây nó. Cứ đi tới mình ngó luôn. Đúng, chính xác. Thì cái tưới của vườn này làm chủ yếu là như vậy đấy, để cho anh em ta trong cái quá trình tưới người ta tưới đi đâu phát người ta sẵn ngó luôn. Người ta tưới xong cái này người ta đứng đây người ta cảm nhận, khi người ta cảm nhận đủ mát rồi thì người ta sẽ chuyển sang cái khung khác. Đó là cách tưới cây. Anh cái vườn mình thì không thấy cái luống giữa thu nước, vậy mưa lâu quá thì nó sao? Không có đó, dưới đây nó có một cái mương này. Hai luống có một hệ thống mưa. Anh làm cái khúc đầu thì không thấy, nhưng mà khúc dưới ở giữa thấy là thu nước. Thu nước đúng rồi. Và giữa nó có một cái rãnh tổng. Rãnh tổng. Rãnh tổng là thu nước. Dạ, rồi cần thì bơm, không cần thì nó đi ra ống cái chính luôn. Đi ra luôn. Anh mình tưới mà lan mà như vậy thấy cây nó tốt không? Đủ nước không? Có bị giống như sai sót không? Có nghĩa là có cây có cây không không? Không. Gần như tất cả đây là đã được đều kiểm tra từng bếp một rồi. Tức là phải có hiện tính toán kiểm tra rồi. Mấy hai nữa là cũng kiểm tra nó cũng dễ lắm. Ta tưới chỉ khoảng một tuần mà cây đó nó không có nước, ta đi qua là ta thấy là cây nó héo là ta biết hết nước rồi. Nếu như ta không chịu kiểm tra. Còn tất cả trước khi hệ thống này xong là người là phải đi hết đứng ở bên dưới đi toàn bộ để xem chỗ nào không có nước để ta chỉnh lại cái bếp. Coi như có hệ thống quy trình kiểm tra luôn. Đúng. Bài bản quá các bạn. Thì nó mới được. Bởi vì cái bếp này khi ta làm không tốt nó sẽ vẫn có cái độ xì, bởi vì bếp gia công. Mà trong quá trình ta khoan thì không thể tránh được cái nào 100% nó giống nhau được. Có cái lỗ hở thì ta phải đi kiểm tra lại toàn bộ. Cái này coi vậy chứ mà phan mình thấy cũng hơi bị khó đó. Đúng rồi, chính xác. Trời, nó hay bị lệch lắm nha. Cái này khoan là luôn luôn phải có hai người. Một người là căn chỉnh chính giữa và một người khoan, và cái độ khoan là cũng phải kỹ nha. Khoan rộng ấy là cũng hỏng đấy. Khoan bé thì nhét không vô.
mà phan xéo thì cái giò nó lại nghiêng. Tức là người này là phải cực kỳ cẩn thận và làm chậm thôi, không cần thiết phải gấp cái chỗ này. Chính xác, chính xác, không thể gấp được. Ừ. Tất cả là không thể gấp được. Cái nào mà khoan nghiêng khoan ngửa là phải bỏ đi hết. À. Phải bỏ cây đó đi, là cắt cái đoạn đi xong rồi dùng đoạn nối để nối vô. Anh cho hỏi là vậy mình sẽ có cái lọc tổng đúng không? Đúng rồi. À, để nó đỡ bị mấy cái này kia đúng không? À, nó phải có chứ. À. Dưới trên hệ thống hồ tưới nước nó có lọc cái lên đồ hàng chứ. À, ở đây mình lên hồ luôn ha. Dạ, à, tưới. Hồ đó là 45 khối. À. 45 khối nước. À. Vậy là xem bộ hồ. Đi luôn. Trời ơi, lâu lâu mới gặp ông ảnh tư vấn kỹ quá các bạn. Mình đi nhiều vườn nha, nhưng mà thường là chủ vườn hay là kỹ thuật là trốn hết. Bữa nay có ảnh là mình tranh thủ nha các bạn. Đây. Để coi ảnh xài cái gì nha. Ôi ơi, xây bài bản chưa các bạn. Có hệ thống sục oxy lấy pH luôn nè. Đó. Rồi các bạn coi nè. Ôi ơi, sục luôn. Anh dùng cái máy bơm, anh đẩy bơm vô nó đẩy nước lên đó hả? Đúng rồi, đây là cái máy bơm của máy bơm tôm á. Nó nằm ở dưới. Cái máy bơm tôm này nó nằm trên. À. Cái máy quay á. Quay. Tầng dưới thì mình thiết kế bằng ống PVC thôi. À, anh lấy oxy tăng pH lên ha. Đúng rồi. Ống 2 xong là khoan các cái lỗ nhỏ vô xong đem sục. À. Bài bản các bạn ơi. Xây cái bể này cũng đâu có nhiều tiền lắm đâu. Rẻ lắm. Ừ. Đây xong cái bể khoảng 20 triệu mà rất là thoải mái. Hơi đâu mà đào tùm lum chuyện hết. Mà nó sạch sẽ gì đâu. Cái này là bơm lên hả anh? Cái này là sục. À sục. Đây máy bơm lên là hai máy đằng trước. À. Còn cái này là phải máy tưới không? Cái này là máy tưới phân. À. À máy này là máy ấy đây, máy này là năm ngựa nãy phải không? Máy tưới phân kia. Gọn ha. Này máy tưới phân. Tuyệt vời các bạn ơi. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, cảm ơn anh.